Lúc ti dầm bí thầm măng sa đa năng gá cha mấy cô đem lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì. Lúc ti dầm bí sang khăn sa đa năng gá cha mấy cô đem lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Tá ti dầm bí bút thăng sa đa năng gá cha mấy cô đem lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tá ti dầm bí thầm măng sa đa năng gá cha mi cô đem lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba. Tá ti dầm bí sằng khăn sa đa năng gá cha mi cô đem lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Ti sa đa nạt gia năng paripun năng pháp quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu pa na ti pa ta. Về Ramika Badang Samadhiya Mi Adinna Dana Về Ramanisika Badang Samadhiya Mi Kame Sumicha Chara Về Ramanisika Badang Samadhiya Mi Musa Vada Về Ramanisika Badang Samadhiya Mi Surame Raya Matcha Pamadathana Về Ramanisika Badang Samadhiya Mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. A ma phan te và chúng con xin vâng ba na ti ba ta quê ra ma ni sikha ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng giữ đều học là cố ý tránh xa sự sát sanh anina da na quê ra ma ni sikha ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng giữ đều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp Kame sumicha chara we ramani sikha badang samadhiya mi. Con xin vâng giữ đều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa wada we ramani sikha badang samadhiya mi. Con xin vâng giữ đều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rachap cha ba ma da đắt tha na quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di na mi con vâng giữ đều học là cụi tinh xa sự dễ vui uống rượu và các chất xa. Thế Tôn có dạy rằng ima ni pang cha si kha ba da ni sa du can ca to a pa ma de na ni cha kha đăng sam ma ra khi ta băng chư thiện tính sau khi đã thọ thì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo hãy ráng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. À ma phần tê và chúng con xin vâng. Thế Tôn có dạy rằng Silena Sogatin Yang Ti Silena Fogasampada Silena Nipun Ti Yang Ti Tasma Si Lăng Vi So Thát Ye tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật đừng để lắm nhơ. Dạ sa thu sa thu lành thay uttamang ge na quan đề hăng ba đa ban sum và ruột ta măng bút thê yô ca li tô lô sô bút thô kham ma tu tăng ma măng con xin hết lòng thanh kính cúi đầu làm lễ vi trần giữ chân Đức Phật là đẳng chí tôn chín các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đêm Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con uttamange na vande hằng tham mang cha du vi tham hòa răng tham mê vô kalito đô so tham mô khamatu tăng ma măng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành
các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo. Cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quanh đê hăng sẵn khăn cha đu vị thô ta măng sẵn khế vô ca đi tô đô sô sẵn khô khám tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính thỉnh sư Nguyên Thông và dạ, từ bi và dạ, chúc phúc cho chúng con để cho trọn được phước báo ạ. Sakka toa bu ta ra ta nang u sa thang u ta mang va rang hi tang de ba ma nu sa nang bu ta te che na so thi na na sang tu ba da va sa be du kha vu pa sa mang tu te Sakka toa dam ma ra ta nang u sa thang u ta mang va rang pa ri la hu pa sa ma nang tham ma te che na so thi na na sang tu pa da va sa be pha ya vu pa sa mang tu te Sakka toa sang ka ra ta nang u sa thang u ta mang va rang a hu ne yang pa hu ne yang khang sang kha te che na so ni na na sang tu ba da va sa be ro ga vu pa sa mang tu te. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật, nhờ lòng tôn kính Phật bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân ấy. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp, nhờ lòng tôn kính Pháp bảo như món linh dược quý cao là Pháp trấn tĩnh điều phiền não. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, nhờ lòng tôn kính Tăng bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường. Và quan nghinh tôn trọng Siddhamattu, 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 Idang Pha Lăng, Etasmin, Ratanata, Yasmin, Sampasada, Nacheta, So cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Kính thưa chư vị, cái sự mà làm lễ xin giới của cô Lạc như thế này là hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn mỹ mãn, phải được như vậy mới được. Mà cô Lạc khi mà cô mà xin sám hối Phật Pháp rồi Tăng rồi, cô buông mai ra thì tự nhiên, bởi vì cái này là cái bản, cái này là cái căn bản mà sư đọc như vậy, tại con chỉ là buông mai ra thì tự nhiên sư cầm mai cho con, không có mời cái điều đó, sợ có mất thời gian nữa. Thí dụ như ngày hôm qua chưa hoàn toàn, chưa hoàn toàn, thành ra phải đến cái chỗ mà sám hối rồi cúng rồi sư phải tụng kinh là chúc phước đó, vậy mới là một cái sự mà xin giới hoàn mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mai là cho sư phụ Thanh Tâm hoặc là Nguyên Như, và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính vị sư Nguyên Thông, con xin kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và hôm nay bây giờ là 9:26, Nguyên Như xin kính mời chị Kim Nhung có thể post bài 18 cái tâm vô nhân, mỗi người chúng ta đọc qua một lần rồi mình sẽ bắt đầu học. Hôm nay mình không có giờ nhiều, thành ra quý vị cứ giơ tay lên, không cần nhường nhau nha quý vị. Mình đọc nhanh thì mình học sớm. Dạ Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm và sư Nguyên Thông có thể làm đầu tàu để đọc bài với chúng con ạ. À, sa thú lành thay, con xin mời chư Tăng ạ. À, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lệnh sư phụ Thanh Tâm đọc trước. A Hê Thúc Cá Chitta ni 18 tâm vô nhân. Akusala pipaka chitta ni tâm quả bất thiện vô nhân. 13. Upekha sahagatang chakkhu viññānang tâm nhãn thức thọ xả. 14.
Upekkha sahagatang sota vinya năng tâm nhĩ thức thọ xã số 15. Upekkha sahagatang khana vinya năng tâm tỷ thức thọ xã số 16. Upekkha sahagatang chivha vinya năng tâm thiệt thức thọ xã số 17. Dukkha sahagatang kaya vinya năng tâm thân thức thọ xã số 18. Upekkha sahagatang sampatit cha nát chỉ tăng tâm tiếp thu thọ xã số 19. Upekkha sahagatang santi ra nát chỉ tăng tâm quan sát thọ xã số 18 akusala ok kế tiếp dạ dạ xin mời các vinh ok. Dạ, mô Phật. Hình như Kevin bận rồi, sư thay thế nha. Kusala vipakahe dukkha citta ni tâm quả thiện vô nhân 20. Upekkha sahagatang cakkhu viññānaṃ tâm nhãn thức thọ xã 21. Upekkha sahagatang sota viññānaṃ tâm nhĩ thức thọ xã 22. Upekkha sahagatang gana viññānaṃ tâm ý thức thọ xã 23. Upekkha sahagatang chiha viññānaṃ tâm thiệt thức thọ xã 24. Sukha sahagatang kaya viññānaṃ thân thức thọ lạc 25. Upekkha sahagatang sambaticchana cittaṃ tâm tiếp thâu thọ xã upekkha sahagatang santirana cittaṃ tâm quan sát thọ xã 27. Somanassa sahagatang santirana cittaṃ tâm quan sát thọ hỷ ahe dukkha kiriya citta ni tâm duy tác vô nhân 28. Upekkha sahagatang pañcadvara vacchana cittaṃ tâm kháng ngũ môn thọ xã 29. Upekkha sahagatang manodvara vacchana cittaṃ tâm kháng ý môn thọ xã 30. Somanassa sahagatang hasi tuppada cittaṃ tâm vi tâm sinh tiếu thọ hỷ sa thú rồi mời ba na Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ, con là Lý, con xin kính lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lễ sư Nguyên Thông, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, từ đây con xin ra bài. Rồi, cảm ơn chị Hoàng. Ahe tuka chitta ni tam vô nhân sa la vipaka citta ni tâm quả bất thiện vô nhân 13. Upekkha sahagatang tâm nhãn thức thọ xã 14. Upekkha sahagatang sota viññānaṃ tâm nhĩ thức thọ xã. Upekkha sahagatang gana viññānaṃ thọ xã 16. Upekkha sahagatang thức thọ xã 17. Dukkha sahagatang kaya viññānaṃ tâm thân thức thổ 18. Upekkha sahagatang sampatichana cittaṃ tâm tiếp thâu thọ xã 19. Upekkha sahagatang santirana
Xin chư tăng tâm quan sát thọ xả kusala vipaka. Gì đọc tiếp hả? Dạ. Kusala vipaka hetuka chitta ni tâm quả thiện vô nhân. 20. Upekkha sahagatang chakkhu viññānang tâm nhận thức thọ xả. 21. Upekkha sahagatang sota viññānang tâm nhĩ thức thọ xả. 22. Upekkha sahagatang gana viññānang tâm tỷ thức thọ xả. Hai mươi ba upekkha sahagatang chuha viññānang tâm thiệt thức xả. 24 sukha sahagatang khaya viññānang tâm thân thức thọ lạc. Upekkha sahagatang sampatichana tichittang tâm tiếp thâu thọ xả. 26 upekkha sampati ranachittang tâm quan sát thọ xả. 27 sasahagatang samti cittang tâm quan sát thọ hỷ. Ahetuka kiriya citta ni tâm duy tác vô nhân. 28 upekkha sahagatang panchat ratvachana cittang tâm kán ngũ môn thọ. 29 upekkha sahagatang mano dvara vachana cittang tâm kháng ý môn thọ xả. 30 so manasa sahagatang hasittupada cittang tâm sinh tâm sinh thiếu thọ hỷ. Sa thú dạ. Xin sa thú cô Kim Nhung đã post bài. Con Quan Phan mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài tiếp à. Ahe dukkha citta ni 18 tâm vô nhân. Akusala vipaka citta ni tâm quả bất thiện vô nhân. 13. Upekkha sahagatang chakkhuvijñānang tâm nhãn thức thọ xả. 14. Upekkha sahagatang sota viññānang tâm nhĩ thức thọ xả. 15. Upekkha sahagatang khaññā viññānang tâm tỷ thức thọ xả. 16. Upekkha sahagatang chiều há huynh nhà nằng tâm thiệt thức thọ xả. 17. Dukkha sahagatang khà giá huynh nhà nằng tâm thân thức thọ khổ. 18. Upekkha sahagatang sambatichana cittang tâm tiếp thâu thọ xả. 19. Upekkha sahagatang santi ra na chi tang tâm quan sát thọ xả. Kusala vipaka he dukkha citta ni tâm quả thiện vô nhân. 20. Upekkha sahagatang chakkhu viññānang tâm nhãn thức thọ xả. 21. Upekkha sahagatang sota viññānang tâm nhĩ thức thọ xả. 22. Upekkha sahagatang khaññā viññānang tâm tỷ thức thọ xả. 23. Upekkha sahagatang chiều há viññānang tâm thiệt thức thọ xả. 24. Sukha sahagatang khaya
kha giá quỳnh nhà nằng tâm thân thân thức thọ lạc. 25. U bếp kha xá há gá tăng sầm bá tích trà ná chít tăng tâm tiếp thâu thọ xã. 26. U bếp kha xá há gá tăng sành tí rá ná chí tăng tâm quan sát thọ xã. 27. Sô má ná xá há gá tăng sành tí rá ná chí tăng tâm quan sát thọ hỷ. Á hề trú khá khí rí giá chít tá ní tâm duy tác vô nhân. 28. U bếp kha xá há gá tăng bành chá đòa rá quá chành nát tí tăng nát chí tăng tâm kháng ngũ môn thọ xã. 29. U bếp kha xá há gá tăng mã nồ đòa rà giá nà nà chí tăng tâm kháng ý môn thọ xã. Sô má ná xá há gá tăng hát xít trú quá đà đá chích tăng tâm sinh thiếu thọ hỷ. Dạ dạ con xin nhường bích lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ mô Phật. Dạ nam mô Bất Thai Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sân Khai Giá. Con kính đảnh lễ cho đại đức tăng, con xin đọc bài. Dạ, con xin đọc Ahetuka Chita Ni 18 Tâm Vô Nhân Akusala Quý Bà Cá Chita Ni Tâm Quả Bất Thiện Vô Nhân Upeka Sahat Gatang Katku Quyền Nhà Nằng Tâm Nhãn Thức Thọ Xã Upeka Saha Gat Tăng So Ta Quyền Nhà Năng Tâm Nhĩ Thức Thọ Xã Upeka Saha Gat Tăng Nhà Quyền Nhà Năng Tâm Tỷ Thức Thọ Xã 16. Upeka Saha Ha Gat Tăng Chì Hà Quyền Nhà Tâm thiệt thức thọ xã đu khát sa ha ga tăng ca giá quyền nhà nằng tâm thân thức thọ khổ. 18. Upekha ha ga tăng tham bát tích chana chít tăng tâm tiếp thâu thọ xã. 19. Upekha sa ha ga tăng sằng tị ra na chi tăng tâm quan sát thọ xã. Cú sa la quý bà các hê tu ca chi tà ni tâm quả thiện vô nhân. 20. U bê kha sa ha ga tăng các khu quỳnh nhà nằng tâm nhẫn thức thọ xã. 21. U bê kha sa ha ga tăng so ta quyền nhà nằng tâm nhĩ thức thọ xã. 22. Upekha sa ha ga tăng ga nhà nằng quyền nhà nằng tâm tỷ thức thọ xã. 23. Upekha sa ha ga tăng chi hà quyền nhà nằng tâm thiện thức thọ xã. 24. Cúc Xuất khà sa ha gát tăng ca giá quyền nhà nằng thân thức thọ lạc. 25. U bế khà sa ha gát tăng chăm bát tích chăng na ti tầm tăng tâm tiếp thâu thọ xã. 26. U bế khà sa ha gát tăng sằng ti ra na ti tăng tâm quan sát thọ xã. So ma na cha cha sa ha ga tăng san ti ra na ti tăng
tâm quán sát thọ hỷ a hệ tu ca ki ri giá chít tà ni tâm duy tác vô nhân 28 upekha sahagat tăng pan chát đò ra quá chà na na chi tăng tâm kháng ngủ và môn thọ xã upekha sahagat tăng mano đò ra quá chà na chi tăng tâm kháng ý thọ xã so manat cha sa ha ga tăng ha si tu pa ya chi tăng tâm sinh tiếu thọ hỷ sa thú sa thú dạ cái bài nhỏ quá nên con đọc có nhiều chữ không biết có không có gì đó và sư con xin sám hối ạ. Xin nhường mic lại cho vị kế tiếp mà. Nam mô Bụt Thà, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ga, Ya Dạ Con Kính Lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Con Kính Lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, Con Kính Lễ Sư Thanh Tâm, Con Kính Lễ Sư Nguyên Thông, Con Kính Chào Đạo Tràng, Dạ Con Xin Trả Bài. A Hề Tu Ca Chít Tà Ni 18 Tâm Vô Nhân A Cú Sa La Vi Pà Ca Chít Tà Ni Tâm Quả Bất Thiện Vô Nhân 13. Upekha sahagatam chakku viññānam tâm nhãn thức thọ xã. 14. Upekha sahagatam sota viññānam tâm nhĩ thức thọ xã. 15. Upekha sahagatam gāna viññānam tâm trí thức thọ xã. 16. Upekha sahagatam chitva viññānam tâm thiệt thức thọ xã. 17. Dukkha sahagatam kaya viññānam tâm thân thức thọ khổ. 18. Upekha sahagatam sampatijjana cittam tâm tiếp thâu thọ xã. 19. Upekha sahagatam santi ranachittam tâm quan sát thọ xã. Kusala vipaka hetukacittani tâm quả thiện vô nhân. 20. Upekha sahagatam chakku viññānam tâm nhãn thức thọ xã. 21. Upekha sahagatam so ta huỳnh nhà năng tâm nhĩ thức thọ xã. 22. Upekha sahagatam gana huỳnh nhà năng tâm trí thức thọ xã. 23. Upekha sahagatam chi wa huỳnh nhà năng tâm thiệt thức thọ xã. 24. Sukha sahagatam kaya huỳnh nhà năng tâm thân thức thọ lạc. 25. Upekha sahagatam sampatijjana cittam tâm tiếp thâu thọ xã. 26. Upekha sahagatam santi rana cittam tâm quan sát thọ xã. 27. Somanas sahagatam santi rana cittam tâm quan sát thọ hỷ. A hệ tu ca kiriya chitta ni tâm như tác vô nhân. 28. Upekha sahagatam panchatvara vajjana cittam tâm kháng ngũ môn thọ xã. 29. Upekha sahagatam manodvara vajjana cittam tâm kháng ý môn thọ xã. 30. So manas sasahagatam hasitupadachittam tâm sinh tiếu thọ hỷ. Dạ, con cảm ơn cô Kim Nhung đã post bài ạ. Kim xin mời vị kế tiếp.
Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, chư quý bà cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Dạ. A hệ tu ca chít ba ni 18 tâm vô nhân. A hệ tu ca vi ba ca chít ta ni tâm quả bất thiện vô nhân 13. Upekkha sa cách tầng chắc khu vinh nhà nặng tâm nhận thức tọa xã 14. Upekkha sa cách tầng sô tá vinh nhà nặng tâm nhận thức tọa xã 15. Upekkha sa cách tầng khà nắp vinh nhà nặng tâm trí thức tọa xã 16. Upekkha sa cách tầng chiêu hà vinh nhà nặng tâm thiệt thức tọa xã 17. Dukkha sa cách tầng ca yết vinh nhà nặng tâm thọ thức tọa khổ 18. Upekkha sa cách tầng sambaticca na chít tầng tâm tiếp thu tọa xã 19. Upekkha sa cách tầng santi nara chít tầng tâm quan sát thọ xã. Kusala vipaka hetuka cittani tâm quả thiện vô nhân 20. Upekkha sahagattang chakkhu viññānang tâm nhận thức tọa xã 21. Upekkha sahagattang sota viññānang tâm nhận thức tọa xã 22. Upekkha sahagattang khana viññānang tâm nhận thức tọa xã 23. Upekkha sahagattang chiêu hạ viññānang tâm thiệt thức tọa xã 24. Sukkha sahagattang kāya viññānang tâm thân thức tọa lạc 25. Upekkha sahagattang sambaticca na cittang tâm tiếp thu tọa xã 26. Upekkha sahagattang santi nara cittang tâm quan sát tọa xã 27. Somanassa sahagattang santi nara cittang tâm quan sát tọa hỷ. A hệ tu ca kiriya citta ni tâm chi đắc vô nhân 28. Upekkha sahagattang bản chất đồ ra bất chấn citta tâm kháng ngũ môn tọa xã 29. Upekkha sahagattang mano đồ ra bất chấn citta tâm kháng ý môn tọa xã 30. Somanassa sahagattang hasutuppa đa citta tâm sinh tiêu tọa hỷ. Dạ, con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ, cảm ơn Quynh vừa đọc rất là hay, rất là giỏi. Kính thưa chư vị, Nguyên Thông thấy có một vài vị, chỉ có một vài vị thôi, chứ còn đa số là đọc rất hay. Một vài vị còn sơ suất một vài chỗ mà phát âm không được đúng thôi. Thí dụ như ra cái câu số 23 thì chữ là Upekkha Sahagattang Chiêu Hoa Viên Nha Năng. Chữ Chiêu Hoa thì một vài người đọc được, một ngày dịch không được, đa số thì đọc được, một vài người đọc không được. Ở trong này đó thì tôi thấy, Nguyên Thông thấy mà rõ ràng mà nói là không phải nịnh ai, nhưng sự thật là vậy. Là cô Nguyên Như và cô Kim Nhung và cô Nguyên Trang thì có thể những người đó đọc là vững vàng, cẩn thận. Thành ra những người nào mà thấy mình yếu đó, thì những người đó đọc, khi những người đó đọc thì các chư vị có thể theo dõi. Thì xin mời Nguyên Như với lại Nguyên Trang hay là Kim Nhung, khi mà đọc xin vui lòng đọc chậm để cho người khác có thể nói theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin dựng ai để cho Nguyên Như. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin kính tri ân sư Nguyên Thông đã có nhờ lời nhắc nhở và sách tấn đối với chúng con. Dạ, hồi sáng này thầy Kinh cũng nhắc với Nguyên Như đó là nên nhắc quý vị ôm những cái từ mà quý vị đọc đó. Mình ráng đọc cho nó không sai. Thì đúng là lúc nào chúng ta bắt đầu tập đó, mình cũng có thể là mình sai, đừng có sợ. Nhưng mà nếu mà mình đọc quen một thời gian rồi, quý vị cái phần trăm trật của đọc Pali đối với Chư Tăng á, thì thường thường là một bài á, thì Chư Tăng chấp nhận là một hay hai lỗi, thì không phải lúc nào mình cũng làm được đâu, rất là khó. Nhưng mà quý vị cứ để cái xác suất nó cao thì cao như vậy đó, thì để mình có cái goal ha quý vị.
Chứ quý vị mình đừng có nghĩ là mình đọc sao cũng được thì mình sẽ sai nhiều lắm. Trung bình một cái hàng á là mình sai một chữ. Thành ra nếu mà mình không để ý nữa là mỗi hàng mình sai cỡ ba chữ là cái bài đó nó sai gần hết luôn á nha quý vị. Nhưng mà rất là xa thú quý vị, mình cứ việc tập thôi, mình là học trò mà. Thành ra khi mà mình còn trật á là mình còn có cái chỗ để mà mình sửa. Rất là xa thú ha. Quý vị đừng có sợ nha, không có phải là giỏi hay dở, nhưng mà trong một cái bài kinh á, thì Chư Tăng muốn là mình đọc càng chính xác càng tốt. Nếu quý vị đọc mà chỉ còn một hay là hai lỗi trật đó thì cái đó là mình đạt chỉ tiêu rồi. Còn nếu mà ba hay bốn lỗi á, thì mình ráng mình sửa lên thôi và mình tập trung thì mình sẽ đọc được. Mà lớp mình là bây giờ đã đọc giỏi lắm rồi, không có có ai là không cố gắng hết. Nguyên Như rất là xa thú chư vị. Và một cái phần nữa Nguyên Như xin nói trước khi vô bài là hôm bữa ôn xong đó thì Nguyên Như rất là xa thú sư huynh Lý. Sư huynh đã gọi Nguyên Như và xin sư huynh nhắc có một chỗ là Nguyên Như ôn bài lộn cho các bạn đó, là cái chỗ mà sự chú ý của năm cái bốn cái phần mà hôm bữa mình đi qua đó quý vị. Bốn nhân sanh nhãn thức, bốn nhân sanh tỷ thức, bốn nhân sanh thiệt thức, rồi bốn nhân sanh thân thức á, cái phần cuối cùng đó chư vị là cái sự chú ý đó. Cái sự chú ý đó tiếng Pali là manasikara, mà Nguyên Như cứ nói là yoniso manasikara là trật nha quý vị. Sự chú ý này chỉ có nghĩa là phải có sự chú ý sanh lên, khi mà có thiệt thức sanh lên thì phải có sự chú ý, thì tiếng Pali nó là manasikara. Là bốn cái nhân sanh của mỗi cái thức. Dạ thưa quý vị, còn nghe được con không ạ? Quanh Phan không có nghe được Nguyên Như. Dạ, như vậy chắc Quanh Phan phải đi ra rồi đi vào lại. Dạ, xa thú, xa thú. Dạ, Nguyên Như xin điều chỉnh chỗ đó. Và một lần nữa xin tri ân sư Huynh Lý, lúc nào cũng backup cho Nguyên Như hết là và đã sửa cho Nguyên Như. Dạ, sư Huynh Lý, cái phần mà hôm bữa Nguyên Như ôm đó là bốn nhân sanh nhãn thức, bốn nhân sanh nhĩ thức, bốn nhân sanh tỷ thức, bốn nhân sanh thiệt thức và bốn nhân sanh thân thức đó. Thì có cái phần số 4 là phải có sự chú ý. Thì tiếng Pali đó là manasikara chứ không phải là yoniso manasikara nha quý vị. Thì cái sự chú ý đó là mình phải có cái cái chỗ đó là manasikara chứ không có phải là yoniso manasikara, là chỉ là sự chú ý thôi, tức là cái tâm sở manasikara. Dạ, xin quý vị điều chỉnh lại chỗ đó một chút xíu. Dạ, Nguyên Như xin sám hối chỗ đó. Và sa thú anh Lý đã chỉ ra cái chỗ sai đó, Nguyên Như nói lộn chỗ đó với quý vị đó. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phần bài kế tiếp. Quý vị nào mà chưa có bài, xin quý vị sẽ xin với chị Nguyên Trang. Nguyên Trang sẽ gửi bài hoặc là qua với Viber hoặc là qua email cho chư vị nha. Xin quý vị liên lạc với chị MC Nguyên Trang dùm cho Nguyên Như ha. Bài số 6, bây giờ tiếp tục tới cái tâm thứ 6. Chúng ta ôn tới tâm tiếp thâu thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Tâm tiếp thu thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Tiếng Pali Upekha Sahagatang Akusala Vipakang Sampatit Chanachittang Upekha Sahagatang Akusala Vipakang Sampatit Chanachittang. Đây là một cái sự thu nhận năm cảnh là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Mà năm cái thức, mà năm đó cái thức đó chính là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Năm cái thức này á, nó thuộc về cái quả bất thiện. Nó vừa ghi nhận rồi nó đưa vào cái tâm thức để mà cái tâm quan sát nó khởi lên. Nguyên Như xin nhắc lại, cái tâm tiếp thu thọ xả quả bất thiện vô nhân này á, cái định nghĩa của nó là một cái sự thu nhận năm cảnh, cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Mà năm thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân đó, thuộc cái quả bất thiện, nó vừa ghi nhận, rồi nó đưa vào cái tâm thức
để mà cái tâm quan sát nó khởi lên. Rồi cái phần số 7, cái tâm số 7 là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tiếng Pali chúng ta đọc là Upekkha Sahagatang Akusala Vipakang Santiranachittang. Upekkha Sahagatang Akusala Vipakang Santiranachittang. Đây là tâm quan sát. Nó là một cái phận sự là quan sát, điều nghiên đối tượng và tâm xem xét năm cái cảnh xấu này mà cái tâm tiếp thâu á, nó vừa ghi nhận vào. Tâm quan sát này nó làm cái một cái phận sự quan sát, nó điều nghiên đối tượng là cái tâm xem xét năm cái cảnh xấu mà cái tâm tiếp thu vừa ghi nhận vào. Giống như là khi mà mình mở cái cửa, rồi tức là cái khi mà cái tâm kháng ngũ môn nó mở cửa ra đó quý vị. Rồi cái lúc đó cái tâm nhận thức nó mới nhận, nó nhận cái cảnh vô. Rồi lúc đó thì cái tâm tiếp thâu này, tiếp thâu là gì? Là nó thâu nhận vô, nó thâu nhận vào rồi á, thì ở trong cái cửa này nè, có một cái thằng nó ngồi trong cái bàn đó đó, nó làm cái nhiệm vụ quan sát. Có một người thâu vô, rồi có một người quan sát. Đó, mình làm vậy thì mình dễ hiểu hơn nha quý vị. Rồi bây giờ Nguyễn Như sẽ đi qua cái ba cái nhân sanh, tâm tiếp thâu và quan sát. Bây giờ mình cặp lại mình nói chung luôn, mình khỏi nói riêng cho nó mất công ha. Ba nhân sanh, tâm tiếp thu và quan sát. Thì cái thứ nhất á, là nó có sắc ý vật. Nó phải có sắc ý vật. Thì cái nhân tiếp thâu, thì cái tâm tiếp thâu và cái tâm quan sát nó mới được sanh lên. Sắc ý vật là gì? Là cái chỗ nương của ý. Kinh sách á, thì không có nói rõ về cái hình dáng và vị trí của sắc ý vật. Cho nên mình chỉ hiểu là chỗ nào mà có tâm ý thức và ý thức giới nương thì chỗ đó gọi là sắc ý vật. Như xin nhắc lại là cái chỗ nào mà có tâm ý thức và ý thức giới nó nương á, thì chỗ đó nó gọi là sắc ý vật. Chứ mình cũng không có nghĩa là nó ở chỗ nào, chỗ não, chỗ tim hay là chỗ bụng hay chỗ mắt hay là gì. Thì mình cứ nghĩ là cái chỗ nào mà tâm ý thức và ý thức giới nó nương thì quý vị cứ nghĩ cái chỗ đó là sắc ý vật ha. Rồi cái thứ hai đó là phải có cảnh ngũ. Cảnh ngũ là gì? Tức là năm cảnh sắc thinh khí vị xúc đó quý vị. Năm cảnh sắc thinh khí vị xúc mà cái ngũ song thức nó ghi nhận. Một chút xíu mình sẽ đi sâu về cái định nghĩa ngũ song thức là gì ha. Thì nó sẽ có năm cảnh sắc thinh khí vị xúc mà cái tâm ngũ song thức nó ghi nhận. Trong trường hợp mà tâm quan sát nó làm công tác tâm thập di hay là công tác của tâm tục sinh, tâm hộ kiếp, tâm tử thì nó sẽ không có cái cảnh nhất định. Quý vị ha, tức là bình thường á thì cái tâm tiếp thu và tâm quan sát này nó cần phải có cảnh ngũ, tức là sắc thinh khí vị xúc. Nhưng mà khi những cái trường hợp mà cái tâm quan sát này đó mà nó làm thập di nè, tục sinh nè, hộ kiếp nè, tâm tử nè, thì nó sẽ không có cảnh nhất định. Mình cứ nhớ là vậy quý vị nha. Rồi về thứ ba, có sự chú ý là sao? Tức là giống như Nguyên Như nói hồi nãy rồi đó, là nó là manasika rá, phải có sự chú ý. Cái tâm tiếp thâu và cái tâm quan sát, nó bắt cảnh nội giới. Cái nội giới là cái cảnh mà cái tâm ngũ song thức nó mới được vừa ghi vô đó, là cái cảnh nội giới. Cái những cái tâm này á, nó không có điều kiện bắt cảnh như là ngũ song thức. Cái tâm tiếp thâu và tâm quan sát đó, nó không có điều kiện bắt cảnh như là ngũ song thức, mà nó chỉ quan sát và bắt cảnh ở trong nội giới mà thôi. Tức là khi mà ngũ song thức nó bắt xong rồi á, thì mới tới hai cái anh chàng này làm việc. Quý vị nhớ chỗ đó hen. Rồi, bây giờ có một cái chỗ này nó cũng rất là hay đây. Là bây giờ mình sẽ so sánh sáu cái thức tâm trong cái bộ Attassa Lý Ni và cái bộ Quý Xuất Thí Mắt Gá, tức là Thanh Tịnh Đạo đó quý vị. Thì người ta có so sánh sáu loại cái thức tâm như vậy nè. Thứ nhất là về cái tâm nhãn thức đó, tức là Chakhu Vinyana Citta. Thì cái tâm nhãn thức này nó giống như là con rắn. Con rắn đó thì nó thích bò, thích chui vào những cái chỗ lướt khuất, chỗ lấp đúng không quý vị?
nó đâu có thích ra giữa đường thanh thiên mạch nhật đâu, nó thích chui vô những cái lỗ cây nè, hốc hang nè, khe đá nè. Thì cái con mắt mình nó cũng giống như vậy, con mắt mình thích nhìn vào những chỗ che đậy, tức là chỗ bình thường thanh thiên bạch nhật cái con mắt nó không có thích đâu, nó thích nhìn vào những chỗ che đậy như thế ấy, giống y hệt như vậy. Thành ra trong kinh á thì mình người ta so sánh con mắt nó như vậy đó. Cái thứ hai là cái sô tá huynh nhà ná chích tá. Sô tá huynh nhà ná chích tá có nghĩa là tâm tỷ thức. Thì người trong kinh so sánh cái tâm nhĩ thức này giống như là nhĩ thức là tai nha quý vị, là cái lỗ tai của mình á, thì nó giống như là con cá sấu. Cái con cá sấu này đó, nó thích những cái chỗ mà nó có nước mát nè, nước lạnh nè. Thì con cá sấu nó thích chỗ nước mát, nước lạnh như thế nào, thì cái tai của mình á, nó cũng thích nghe những tiếng nói và những cái âm thanh ngọt ngào và êm ái như thế ấy. Quý vị có công nhận là mình thích nghe ngọt ngào êm ái không, ngọt mật chết ruồi không? Mình đâu có thích ai mà nói xấu mình, nói lời cho mình bực rồi chê mình đâu, mà khen mình á là ngay cả mà cái thẻ gọi là cái thẻ chứng minh nhân dân á, cái hình của mình xấu như vậy đó mà ai mà lỡ mà cầm cái thẻ lên, trời ơi sao cái hình thẻ mà anh đẹp dễ sợ vậy. Sao mà anh tính pháp chụp cái hình thẻ, trời ơi cái cùi sao mà nó đẹp quá vậy, trời ơi nó mát ruột mà nó mát cả ngày luôn vậy quý vị, phải công nhận không? Chứ ai cái thẻ nó xấu vậy mà ai cầm nó, trời ơi cái mặt gì mà sao giống lên báo công an vậy, là nó giận nó buồn cả ngày vậy đó. Người như tức là mình hảo ngọt lắm quý vị ơi, mình không có tưởng tượng mình hảo ngọt cỡ nào đâu. Khi rồi cái thứ ba đó là kha ná huynh nhà ná chích tá, là về lỗ mũi mình nè, về cái tâm tỷ thức. Thì trong kinh so sánh tâm tỷ thức này giống như loài chim vậy đó. Chim nó thích bay lượn trên hư không, bay lượn trên trời như thế nào, thì mũi của mình á cũng thích ngửi mùi trôi nổi trong không khí như thế ấy. Mình vô chùa, có lúc mà nhớ Nguyên Như Kỳ Viên đi lên chùa của sư nè. Ở trên này á thì mình ngồi, mình cũng tụng kinh rồi mình cũng ngồi thiền nha. Nguyên Trang là ngồi thiền rất là giống như là rất là tập trung nha, mà một chút xíu khoảng 10 phút sau mà có mùi bún bò Huế ở dưới mà lên á, là thấy cái lỗ mũi nàng là nhúc nhích rồi đó. Lúc đó là mở mắt ra hỏi cái gì vậy ta, sao mà thơm quá vậy? Là không biết là cái trạng thái định nó rất là sâu bao nhiêu mà thấy là cô nàng là tủm tỉm cười rồi đó, là Nguyên Như xuống tắt bếp thôi đó quý vị. Tức là cái tâm tỷ thức của mình á, nó rất là nhạy với những cái mùi trong không khí. Rồi cái số 4 của mình đây là chiêu ha huynh nha ná chích tá. Chiêu ha huynh nha ná chích tá là cái lưỡi tâm thiệt thức nè. Tâm thiệt thức tức là cái lưỡi của mình á, thì nó giống như là con chó. Con chó thích nhiễu nước bọt như thế nào đó, thì lưỡi mọi khi đều thích nếm vị như thế ấy. Là trong kinh so sánh vậy đó. Cái lưỡi, cái tâm thiệt thức mình là cái lưỡi mình giống như hệt như cái con chó vậy đó. Rồi cà giá huynh nhà ná chích tá là cái tâm thân thức. Thân thức này nó giống như con giả can. Con giả can á là một cái loại chồn á quý vị. Như thấy đọc con giả can cũng không hiểu là gì, thành ra phải vô dò trong cái Google đó, thì người ta nói là một loại chồn nhỏ đó, nó có cái lông vàng vàng giống như lông con chó đó. Thì cái con giả can này á, nó thích cái sự ấm áp, cái sự dạ con phót đó anh Lý, cái con giả can nó thích cái sự ấm áp, thì cái thân mình á nó cũng thích cái sự ấm áp, nó không có thích lạnh lẽo, lúc nào nó cũng thích cái ấm như là con giả can ha. Rồi cái ca số 6 là Mano Huynh Nhà Ná Chích Tá là cái tâm ý thức. Thì cái tâm ý thức của mình đây á, nó giống như con khỉ mà có những cái nơi người ta gọi là tâm viên ý mã đó. Thì con khỉ á, thì nó thích máy động, nó không có thích ở yên. Nó không có thích ở yên thì cái tâm ý của mình á, nó cũng thích vọng động và nó không có chịu ở yên như thế. Thì quý vị coi coi, nếu mà trong kinh, trong sách
đã ghi là cái tâm mình nó giống như con khỉ rồi á, mà mình nói cái tâm mình yên thì làm sao yên được, phải không quý vị? Mình ngồi một tiếng đồng hồ mà cái tâm mình nó nhảy lên nhảy xuống giống như con khỉ vậy đó, mà nhiều khi nó giống như bị động kinh vậy đó, nó không có yên đâu quý vị. Mình ngồi ở ngoài đó thì cái thân mình nó yên được là mừng lắm rồi, nhưng mà ở trong á, trời ơi, nó coi như nó ban qua ban lại, ban tới ban lui đó, nó nghĩ lung tung hết. Nó từ Việt Nam nó đi tới Mỹ, nó qua Cali, nó tới Iraq, nó tới Iran, nó tới Ấn Độ, nó đi tủ thứ hết, lên đi lên đi xuống. Mà mình có một cái hải hùng đó là mình nghĩ mình đắc rồi mới ghê chứ. Nó đi như vậy làm sao mà nó đắc nổi. Tâm viên ý mã ha quý vị. Rồi bây giờ mình qua thêm một cái phần tới nữa. Bây giờ Nguyên Như đang ở trong cái trang 78 nha quý vị. Cái phần tới nữa mình đang học là phần tâm quả thiện vô nhân. Tiếng Pali là Ahe Tú Cá Cú Sá Lá Quý Bà Cá Chích Tá. Ahe Tú Cá Cú Sá Lá Quý Bà Cá Chích Tá. Tâm quả thiện vô nhân ở đây là những tâm vô nhân được thành tựu bởi những tâm thiện trong kiếp quá khứ, tức là những nghiệp thiện mà chúng ta đã làm. Những tâm này chỉ là một phần của các loại tâm quả thiện trong dục giới mà thôi. Mình có nhiều tâm quả lắm, mình có nhiều tâm quả thiện lắm, mà cái tâm quả thiện vô nhân này chỉ là một phần. Thì ở đây trong kinh chỉ nhắc mình thôi, chứ không phải là duy nhất nha quý vị. Trong dục giới này á, mình còn có 8 tâm quả trong dục giới tịnh hảo nữa. Mình đây là chỉ là phần trong dục giới thôi, còn sắc giới và vô sắc giới là mình chưa có nói tới đó, tức là mình có một số đó nữa. Bây giờ mình đã bước qua cái về cái thiện rồi đó nha quý vị, tức là trong cái sơ đồ vi cái bản nêu vi diệu pháp đó, là cái tâm quả thiện này nó nằm cái phần thứ hai. Cái tâm quả bất thiện quý vị thấy mình đã học rồi, là mình học có 7 tâm quả bất thiện, bây giờ mình đi qua 8 tâm quả thiện nha. Rồi Nguyên Như đi qua cái tâm thứ nhất là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tiếng Pali là Upekkha Sahaga Tăng Cú Xá Lá Quý Bà Cần Chắc Khú Huynh Nhà Năng. Upekkha Sahaga Tăng Cú Xá Lá Quý Bà Cần Chắc Khú Huynh Nhà Năng. Đây là tâm nhãn thức đồng sanh với thọ xả, thấy cảnh sắc tốt đẹp. Những phần còn lại thì nó y chang với cái tâm quả bất thiện vô nhân. Thành ra Nguyên Như chỉ đọc sơ qua về cái định nghĩa về tiếng Việt và tiếng Pali thôi. Phần còn lại giống y chang nha quý vị. Mình chỉ đổi từ bất thiện thành thiện mà thôi. Cái tâm thứ nhì là nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Upekkha Sagatang Cú Xá Lá Quý Bàng Sô Tá Huynh Nhà Năng. Upekkha Sahagatang Cú Xá Lá Quý Bà Cần Sô Tá Huynh Nhà Năng. Tâm nhĩ thức đồng sanh với thọ xả, nghe cảnh thinh tốt đẹp. Số 3, tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Tiếng Pali Upekkha Sahagatang Cú Xá Lá Quý Bà Cần Kha Ná Huynh Nhà Năng. Upekkha Sahagatang Cú Xá Lá Quý Bà Cần Kha Ná Huynh Nhà Năng. Tâm tỷ thức đồng sanh với thọ xả, mùi hương tốt đẹp. Thứ tư, thiệt thức thọ xả, quả thiện vô nhân. Tiếng Pali Upekkha Sahagatang Cú Xá Lá Quý Bà Cần Chiêu Hà Huynh Nhà Năng. Upekkha Sahagatang Cú Xá Lá Quý Bà Cần Chiêu Hà Huynh Nhà Năng. Tâm thiệt thức đồng sanh với thọ xả, nếm cảnh vị tốt đẹp. Số 5 là thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Sukha Sahagatang Cú Xá Lá Quý Bà Cần Khà Giá Huynh Nhà Năng. Sukha Sahagatang Cú Xá Lá Quý Bà Cần Khà Giá Huynh Nhà Năng. Tâm thân thức đồng sanh với thọ lạc, chạm cảnh xúc tốt đẹp. Nguyên Như thấy cái chữ là xuất khá này nó không có hai chữ ca. Có phải vậy không vậy chị Nhung?
nó không có hai chữ ca nha. Dukkha thì có hai chữ ca, mà Sukha thì chỉ có một chữ ca thôi, phải không chị? Hồi nãy không biết Nguyên Như sao, Nguyên Như thấy ở bên trong cái phần mà mình ghi, Nguyên Như thấy có hai chữ ca. Dạ, thành ra mình sẽ đọc là Sukha Saha Gatang nha quý vị. Sukha Saha Gatang chứ không phải là Sukha ha. Sukha Saha Gatang Kusala Vipa Kang Ka Giá Quỳnh Nhà Năng. Cái số 6, dạ Nguyên Như xin sám hối, tâm thân thức đồng sanh với thọ lạc, chạm cảnh xúc tốt đẹp. Dạ, số khá là như vậy. Dạ, dạ sa thú sư ạ. Số 6 là tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân. Upakha saha gatang kusala vipa kang sampatit chana chit tang. Upakha saha gatang kusala vipa kang sampatit chana chit tang. Tâm tiếp thâu đồng sanh với thọ xả, nhận cảnh ngũ tốt đẹp. Và số 7 là quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Upekha saha gatang kusala vipa kang santirana cittang. Upekha saha gatang kusala vipa kang santirana cittang. Tâm quan sát đồng sanh với thọ xả mà nó quan sát cảnh ngũ tốt đẹp. Ở đây vẫn còn trong thọ xả. Và cuối cùng đây là tâm quan sát thọ hỷ nha quý vị. Một cái thọ xả và một cái quan sát thọ hỷ. Quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Sonasasahagatang kusala vipa kang santirana cittang. Sonasasahagatang kusala vipa kang santirana cittang. Tâm quan sát đồng sanh với thọ hỷ, quan sát cảnh ngũ tốt đẹp. Bây giờ mình sẽ đi gọn một lần nữa là mình xong luôn những cái tâm cuối cùng của tâm vô nhân, là ba cái tâm duy tác vô nhân đây. Tâm duy tác vô nhân là Ahe Tuka Kiriya Chitta. Có những chỗ gọi là Kri Giá nha quý chị. Có cả hai chữ ghi lần, hai kiểu ghi, là một là Kiri Giá, thứ hai là quý vị sẽ thấy là cái chữ bỏ chữ ai đi là Kri Giá nữa. Là những tâm khởi lên không do nhân nào trong quá khứ và sau khi diệt nó không để lại kết quả. Là những tâm khởi lên không do nhân nào trong quá khứ và sau khi diệt nó không để lại kết quả. Thứ nhất là tâm kháng ngũ môn, hay còn gọi là ngũ môn hướng tâm thọ xả. Upekha saha gatang bành cha đoà ra vách cha na chích tăng. Upekha saha gatang tành cha đoà ra vách cha na chích tăng. Đây là tâm hướng đến năm cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Khi mà năm cảnh này xuất hiện, nó sẽ chi phối cái tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp mình nó còn gọi có một cái tên nữa gọi là tâm hữu phần nha quý vị. Thành ra khi mà mình nghe Chư Tăng giảng tâm hộ kiếp hay tâm hữu phần, nó cùng một nghĩa hết. Đây, cái tâm kháng ngũ môn này á, là một cái tâm khai mở lộ ngũ môn để mà cái ngũ xung song thức nó phát sanh. Là một cái tâm sanh lên nương ở sắc ý vật và trú ở sắc ý vật. Cái tâm kháng ngũ môn này á, nó không có mặt ở cõi vô sắc mà nó chỉ có mặt ở cõi danh sắc mà thôi. Tự vì sao? Tự vì tâm kháng ngũ môn là nó phải có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì nếu mà cái cõi vô sắc thì nó đâu có cái sắc, có nghĩa là nó không có mắt, tai, mũi, lưỡi quý vị. Thành ra đơn giản vậy thôi, thì nó sẽ, tâm kháng ngũ môn nó sẽ không có mặt ở cõi vô sắc được, mà nó chỉ có mặt ở cõi danh sắc mà thôi ha. Rồi, ba cái nhân sanh kháng ngũ môn cũng giống như ở trên, là nó có sắc ý vật nè, nó có cảnh ngũ, tức là sắc thanh hương vị xúc, và có sự chú ý, manasika rá. Thứ hai, tâm kháng ý môn có một cái tên nữa là ý môn hướng tâm thọ xả. Upekha saha gatang mano dwara vacchana cittang. Upekha saha gatang mano dwara vacchana cittang. Đây là một cái tâm làm nhiệm vụ là xác định cảnh pháp. Làm nhiệm vụ xác định cảnh pháp.
Xác định, cái chữ xác định ở đây tiếng Pali là Wotthapana, Wotthapana, và nó khai mở cho cái tâm động tốc, hay còn gọi là tốc tốc hành tâm, hay còn gọi tiếng Pali là Jawana. Nó khởi cho cái tâm động tốc này, nó sanh khởi nha quý vị. Ba cái nhân sanh kháng ý môn cũng giống như ở phía trên của cái tâm kháng ngũ môn vậy đó, là nó phải có sắc ý vật, nó phải có cảnh ngũ và cảnh pháp, nội phần và có sự chú ý. Nó khác cái chỗ mà của cái tâm kháng ngũ môn là kháng ý môn, nó có cảnh ngũ và có cảnh pháp, hay quý vị? Ở trên nó chỉ có cảnh ngũ thôi, ở dưới này có cảnh ngũ và cảnh pháp nữa. Và cái phần cuối cùng là nó có sự chú ý. Và cái cuối cùng chúng ta học của bài Tâm Vô Nhân này là tâm ưng cúng vi tiếu, hay cũng còn gọi là tâm ứng cúng vi tiếu. Cả hai cũng đều được hết. Hay là có những vị thầy người ta nói gọn là tâm vi tiếu luôn, cũng được luôn. Thì tiếng Pali là Somanasasahagatang Hasituppadacittang, Somanasasahagatang Hasituppadacittang. Đây còn gọi là tiếu sanh tâm, là tâm sai khiến, cách cười hay nụ cười của một vị A-la-hán. Nụ này nó do phản ứng tự nhiên, chứ không có hàm ý, nó không có suy xét gì hết. Nó chỉ là giống như cái chuyện gì mà mắc cười thì vị A-la-hán vẫn cười được như chúng ta, mà vị cười của vị, nụ cười của vị A-la-hán thì gọi là tâm ưng cúng vi tiếu. Và cái tâm này thọ hỷ nha quý vị. Ba nhân sanh tâm ưng cúng và vi tiếu là phải có sắc ý vật, có cảnh ngũ và cảnh pháp, và có sự chú ý. Nguyên Như xin nhắc lại chỗ này là trong cái ba nhân sanh tâm của ba cái tâm duy tác đó, thì phần phần chủ yếu nó giống nhau, số 2 và số 3, số 1 và số 3. Chỉ có cảnh ngũ á, thì cái tâm kháng ngũ môn á, nó chỉ có cảnh ngũ thôi. Còn cái tâm kháng ý môn và tâm ưng cúng vi tiếu thì có cảnh ngũ và cảnh pháp nha quý vị. Có cảnh ngũ và cảnh pháp, nó khác nhau ở chỗ đó. Rồi một cái phần nhấn mạnh thêm những cái điểm khác biệt trong ba cái loại tâm duy tác vô nhân này đây. Thì khi mà mình đọc qua đó, mình sẽ thấy là cái tâm kháng ngũ môn và tâm kháng ý môn thì cả hai tâm này đều là thọ xả hết. Tâm ưng cúng vi tiếu á, thì thuộc về thọ hỷ. Đúng không quý vị? Khi mà mình nói về Manothatu đó, là ý giới đó. Ý giới này gồm có ba tâm. Tâm ý giới thì gồm có một cái tâm kháng ngũ môn và hai tâm tiếp thâu. Thì ba tâm này gộp với nhau lại người ta nói là ý giới. Gọi là ý giới vì sao? Vì chỉ bắt cái cảnh bên ngoài thôi. Tâm ý giới nằm trong giới hạn của năm cảnh. Cảnh bên ngoài là sao? Năm cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nguyên Như xin lặp lại ha. Ý giới đây thì gồm có ba tâm. Ý giới là tâm kháng ngũ môn và hai tâm tiếp thâu. Ý giới này nằm trong giới hạn của năm cảnh. Gọi là ý giới tự vì chỉ đã bắt được cảnh bên ngoài, cái bắt cảnh ngoại phần đó, ở phía bên ngoài, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị khí, cảnh vị, cảnh xúc. Còn khi mà mình nói tới Mano Vinyanathatu có nghĩa là ý thức giới, thì ý thức giới này mình sẽ lấy 89 của cái tâm, tất cả cái tâm vương đó, 89 tâm, mình trừ đi ba ý giới mình mới vừa nói, tức là trừ một cái tâm kháng ngũ môn, hai tâm tiếp thâu, mình trừ thêm 10 cái ngũ song thức nữa, thì còn 76 tâm còn lại. 76 tâm còn lại này á, thì gọi là ý thức giới. Ý thức giới này á, biết cả cảnh ngoại phần và cảnh nội phần luôn. Hai cái phần và về phận sự đó với cái phần ngũ song thức á, Nguyên Như nghĩ á, là bây giờ mình đi qua cái phần ngũ song thức một chút xíu rồi mình cũng hết giờ rồi, cái về cái phận sự á, Nguyên Như xin đổi lại cái tuần sau mình học cái bài phận sự nha quý vị,
cái này nó đi mình ôm lại thì mình đi vô cái phần mà cái lộ trình tâm á, nó sẽ smooth hơn. Nguyên Như xin skip một cái, Nguyên Như đi qua trang 88 nha cả nhà. Mình đi qua cái ngũ song thức, thì tất cả mọi người mà mình biết vi diệu pháp rồi á, cái danh từ này rất là quen thuộc với mình, mình xài như cơm bữa luôn. Nhưng mà Nguyên Như sẽ đi chậm lại cho những vị mà mới học đó. Nguyên Như cũng biết hồi xưa mới đầu á, những vị sư thầy nói cái này rất là lẹ, mà Nguyên Như ngồi dưới không hiểu ngượng nhiều, ngủ xong thức là cái gì mà thấy ai cũng nói, sao mà thấy hoang mang quá, không ai chỉ cho mình hết. Thành ra giờ xin cả nhà, nếu mà vị nào biết rồi thì sa thú, coi như mình ôm lại ha, cho những bạn mới mình học để mình theo kịp ha. Sa thú cả nhà nha. Ngủ xong thức thì cái tiếng Pali là Duy Bành Chá Quỳnh Nhà Ná. Duy Bành Chá Quỳnh Nhà Ná, ngủ xong thức. Thì ngủ, ngủ là số 5, song đó là cặp, thức đó là tâm, hoặc có thể có chỗ là song là đôi. Thành ra mình sẽ nói là bây giờ quý vị lấy 5 mà song là 2, 5 nhân 2 có phải là 10 không quý vị? Thì mình cũng có thể gọi là ngủ song thức nè, mình có thể nói là 5 cặp thức nè, mình có thể nói là 5 đôi thức nè. Mình có nhiều cách nói. Hoặc là mình có thể nói ngủ song thức thôi. Thì ngủ song thức này là gì? Quý vị nhìn trên bảng niêu đó, quý vị thấy cái chỗ mà tâm vô nhân hôm bữa giờ mình học đó, là nhãn thức thọ xả quả bất thiện nè. Rồi ở dưới, ngay cái song song ở dưới mình đi xuống, mình sẽ thấy là nhãn thức thọ xả quả thiện. Đây chính là cái cặp tâm quả về nhãn. Rồi ở cái thứ nhì là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện. Đi tiếp theo xuống dưới liền, mình sẽ thấy nhĩ thức thọ xả quả thiện. Đây chính là cặp tâm thức về nhĩ. Tiếp tục thứ ba, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện. Mình nhìn tiếp cái vòng tròn xuống dưới là mình sẽ thấy nhĩ thức, tỷ thức thọ xả quả bất thiện, quả thiện. Đây là cái cặp tỷ thức. Tiếp tục là thiệt thức thọ xả quả bất thiện. Xuống dưới sẽ là thiệt thức thọ xả quả thiện. Đây chính là cái cặp thiệt thức. Và thân thức thọ khổ quả bất thiện. Và thân thức thọ lạc quả thiện. Đây là thân thức. Quý vị thấy không, nó có 5 cặp. Một cặp thì sẽ có bất thiện và thiện, mỗi cặp đều có bất thiện và thiện hết. Mình nói chung cái 10 cái cặp này á, là ngũ song thức. Tự vì nó giống nhau quá, thành ra mỗi lần mà Chư Tăng hoặc là trong những cái sách vi diệu pháp, người ta nói, người ta không có ngồi mà ta lặp lại đây là nhãn thức thọ xả quả thiện 10 cái mà ghi hoài, biết bao nhiêu giấy, biết bao nhiêu chữ, quý vị phải không? Thành ra mình sẽ lập một ký hiệu chung cho 10 cái tâm này, mình sẽ nói chung là ngũ song thức, hay là 5 cặp thức, hay là 5 đôi thức. Đó, giờ quý vị biết ngũ song thức là gì rồi ha. Ở dưới đó là Nguyên Như sẽ ghi sơ qua đó, là có 5 cặp tâm quả, là cặp nhãn thức. Nguyên Như sẽ list ra là tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện, thọ xả quả thiện. Thì rồi, bữa giờ mình học rồi đó, mình đi qua một cái nữa. Rồi, đây, 5 cặp tâm quả này, thì có 5 cặp tâm quả, mỗi cặp thì có thiện và bất thiện. Gọi như vậy là vì sao? Vì các loại tâm này thuộc ở 5 cái giác quan. Sa thú quanh phan theo được ha. Rồi, những cái tâm này rất là yếu ớt nha quý vị. Thành ra khi mà phát sanh á, thì nó chỉ có thọ xả. Người ta gọi hay là vô ký nữa. Ngoại trừ cái thân thức. Cái thân thức á, thì khi mà mình xúc chạm vào cái thân mình á, nó không có thọ xả được quý vị, nó chỉ là thọ khúc hay là thọ lạc. Có nghĩa là khi mà mình nằm xuống cái giường á, thì mình biết được nó là thô rám hay là nó gọi là nó rất là đau, tự những cái nó có một cái hộp gì nó đâm lên cho mình, hay là mượn những cái kim gì ai để đó, nó đâm lên mình đau. Hoặc là mình thấy cái ra giường mình nó rất là dịu, rất là mát lạnh, nó rất là hoan hỷ đó, thì nó là thọ lạc. 5 cái cặp tâm này trong vi diệu pháp được đề cập tới với tên là ngũ song thức. Bây giờ là 10 giờ 26 phút rồi. Nhưng Nguyên Như đã nói là cái phận sự của những cái tâm này á, mình để một cái tuần sau mình học tiếp, và mình sẽ đi thẳng vào cái lộ trình tâm. Trong cái bài đó Nguyên Như đã vẽ một cái hình màu ở đây đó. Nguyên Như nghĩ là chắc kỳ sau mình đi vô trong này, có gì quý vị nào có cái bài trước á,
mình coi sơ trước thì cái kỳ sau mình sẽ vô cái lộ trình tâm này, là một cái lộ trình tâm dễ nhất trong những cái lộ trình tâm mà mình sẽ học trong cái tương lai. Thành ra nếu mà mình nhớ kỹ từng cái số này đó quý vị, nó có tất cả là 19 nút. Nếu mà quý vị nhớ 19 nút này rồi đó, thì sau này mình dễ bắt kịp những cái lộ trình tâm kia lắm. Cái này nhìn á thì nó không có khó, nhưng mà nó rất là rối. Thành ra Nguyên Như kỳ sau Nguyên Như sẽ đi thiệt là chậm, chậm cái kiểu mà con rùa mà nó lật ngửa luôn đó quý vị. Chậm thiệt là chậm, đến nỗi mà quý vị vừa chán mà vừa ngủ luôn. Thành ra nếu mà chán quá có nghĩa là quý vị đã hiểu dữ lắm rồi đó. Chứ nếu mà cái này mình đi lẹ đó thì mình sẽ đau khổ về sau. Tức là kỳ sau là mình cứ coi như hiểu 50-50 đó. Thành ra quý vị khỏi có chép bài. Nếu mà vị nào không có cái cuốn ôn này á, thì xin lặp lại là xin nhắn với Nguyên Như hay Nguyên Trang. Rồi lớp sẽ gửi bài ra cho quý vị. Mình ngồi mình nghe thôi. Mình nhìn ở trong đây thì mình không có mất công mình chép xuống. Thì Nguyên Như sẽ làm y chang giống như vậy. Có gì thách nốt nhỏ kế bên thôi cũng được. Chứ không cần chép cho nó mất công nha quý vị ha. Bây giờ Nguyên Như thấy hết giờ rồi. Nguyên Như xin mời Huynh Lý lên một chút xíu. Hôm nay cái bài có gì mà có những cái thắc mắc hay là những cái nút nào mà nó hơi rối thì xin mời Huynh lên để cải chánh tri kiến. Dạ, Nguyên Như xin mời anh ạ. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính trí kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo và ân đức của Tam Bảo. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông và toàn thể đạo tràng. Hôm nay cái bài này cũng như trình bày cũng khá rõ ràng. Vậy thì còn chút thời gian, xin có quý vị nào có cái sự thắc mắc nào, có câu hỏi nào thì chúng ta đưa lên. Chứ hôm nay thì cũng có hình thức trình bày theo cái định nghĩa với lại cái ý nghĩa của từng cái tâm thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt để bổ sung. Đó là về khía cạnh cá nhân. Con cũng xin thỉnh sư Tuấn Đức, các vị khác trong đạo tràng có ai có cái suy nghĩ nào, có cái kinh nghiệm nào và có cái sự nhận thức nào trong cái kinh nghiệm việc học của mình mà có thể chia sẻ với lớp để mà có thể dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn và có một cái hình thức nào đó, thì xin chúng ta cùng đóng góp để mà cả nhà cùng có thể học được. Dạ, con xin hết. Dạ, Nguyên Như con xin kính tri ân sư Huynh Lý đã có cái lời ôn lại với bài. Dạ, Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông bạch sư, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm bạch sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho chư Tăng ạ. Dạ, mô Phật, sa thú lành thay. Cảm ơn Nguyên Như đã chia sẻ bài pháp hôm nay, rất là hay. Kính thưa quý vị, bây giờ là 10:31, sư nghĩ mình nên thực hành rải tâm từ, giữ lại tịnh tâm vài phút nha. Cái rải tâm từ nó hay lắm quý vị. Quý vị mà rải: nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Mình cứ nguyện hoài, khi mà đến nó nhập tâm á thì mình thấy cái tâm giận á, nó sanh khởi, mình sợ lắm quý vị. Tại vì tâm giận nó sanh á, mà mình chấp thủ á, mình không xả được á, đó là mình đang sống trong địa ngục. Giận là đang sống trong địa ngục, mà giận á, là nó sanh tử luân hồi, sanh tử luân hồi, nó dễ sợ lắm. Giận rất là đau khổ, giận là hại mình, hại người. Vì vậy cho nên mình phải tập rải tâm từ, mình phải thương mình, thương người. Đầu tiên là nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Rồi mình hay biết, luôn luôn thấy biết tâm của mình,
nếu mà giận nó sanh khởi là mình hay biết đó, đây là khổ ha, khổ tội nghiệp tôi đó. Cái người mà có cái tâm từ là tội nghiệp mình, còn cái người có trí tuệ là thấy đây là cái nghiệp của mình, cái nguyên nhân của nó đó là mình không có trí tuệ đó. Rồi người nào mà buông xả được thì người đó được an vui ha, chứ còn chấp thủ hoài á, giận hoài đó là mình đang sống trong địa ngục á, khi mình chết á mình đọa xuống địa ngục, đọa làm thú. Rồi mời quý vị rải tâm từ một phút ha. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Tất cả chúng sanh đây là luôn luôn cả cái người thù của mình ha, người mình ghét mình cũng nguyện cho họ được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Rồi mời quý vị để tĩnh tâm vài phút, trở về với hơi thở. Hít thở, hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra, hít và thấy thân mình an tịnh, thở ra thấy thân an tịnh. Rồi hành giả thấy biết tâm của mình, rồi quá khứ niệm nhớ, nhớ nhớ. Suy nghĩ, thấy nó vô thường, vô ngã, khổ, hít, thở, thư giãn.
Mô Phật kính chào đạo tràng. Vài phút tĩnh tâm, hành giả thấy được, biết được tâm và thân của mình nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: tha mái sinh ra lo âu, tha mái sinh ra sợ hãi. Ai dứt khỏi tha mái, không lo âu, không sợ hãi. Rồi. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Dạ, Mô Phật, sau đây mời sư Nguyên Thông phúc chúc cho đạo tràng nha. Kính mời sư ạ. Phavatu sabba mangalang radhang tu sabba devata sabba buddha nuphave nasada sothi phavantu te. Phavatu sabba mangalang radhang tu sabba devata sabba Thamma nu phave na sada so thi phavang tu te phavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba sangha nu phave na sada so thi phavang tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ chúc phúc và cho chúng con một cái thời thiền ngắn. Và sa thú cũng kính cảm ơn Niên Như đã ôn bài và chia sẻ với đạo tràng trong ngày hôm nay. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi tính pháp ạ. Ya devata santi vihara vasini tu pe kare po thi kare tahin ta thamma da ne na pha văn tu pu chi ta so tinh ka ro te tha vi ha ra man da le the ra cha mat cha na wa ka na phi ka wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha it sa ra sap pa na pu ta sukhita pha văn tu te cha la phu cha ye bi cha an da sam pha wa sam se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ni ya ni kam tham ma wa rang pa ti cha te sam te bi duk kha ro on tu sa yang tha tu chi rang sang tang tham mo tham ma tha ra cha tuk ka la sang kho ho tu samak go wa an tha cha hin ta ya ya cha am he rak kha tu sak tham mo sap de pi tham ma cha go vun thin sam ba pu ne ya ma tham ma ri yam ba we di te. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư, kính cảm ơn nguyên nhân và kính cảm ơn quý cô chú đạo hữu đã đến tràng và tham gia ngày sinh hoạt hôm nay, tối nay. Và sau đây con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành và sáu thời đều an lành. Và kính mong quý cô chú trở lại room vào ngày mai. Ngày mai sẽ là ngày thứ năm
và ngày mai sẽ là giờ xin giờ